Anh có thể đứng trước nhân viên mấy chục người, mấy trăm người, anh vẫn có thể anh nói được, nhưng mà tự nhiên người đẹp tự nhiên thấy nó yếu lòng. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai ngồi. Rồi, nhà gái mình giới thiệu về bản thân đi nào con. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Con tên là Huỳnh Như. Năm nay con 21 tuổi, con quê con ở Bến Tre. Con sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại con đang kinh doanh tại công ty Sanvion Hàn Quốc. Con làm quần mấy Quỳnh Như? Dạ, con làm ở Bình Thạnh chú. Bình Thạnh, dạ. Rồi, mời nhà trai. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào khán giả và chào Quỳnh Như. Chào em. Xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thái Quý, năm nay 31 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại quận Bình Tân. Nghề nghiệp là kinh doanh tự do. Bây giờ đàn gái cho nhà trai biết một chút về ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ, ưu điểm của con là con tự lập sớm, con hòa đồng, cởi mở, vui vẻ với mọi người, con biết nấu ăn, con biết kiếm tiền. Kiếm tiền là quan trọng đó con. Cô hỏi thiệt con nè, con dạ. Kiếm tiền bây giờ là cái thu nhập của con tự nuôi bản thân được chưa? Dạ con tự nuôi bản thân và con mỗi hàng tháng con có chi cấp về cho gia đình của con nữa. Trời, giỏi, 21 tuổi giỏi. Sao con giỏi dữ vậy? Cô bây giờ cô chưa được nhận tiền chu cấp của con cô nữa nè. Một tháng gửi về cho ba mẹ được chút đỉnh nhiều không? Hừm hừm không? Dạ khoảng 15 đến 20 triệu. Trời ơi, ngon lành ơi. Chết rồi, tôi ngưỡng mộ nó quá. Linh, một con bé xinh xắn, giỏi giang, hiếu thảo như thế này. Ê, lý do gì mà con lại có mặt ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nói cô nghe coi. Tại vì con muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc. Con thích những người chững chạc, tâm lý một chút xíu. Nhưng mà ở tuổi con thì khi ra ngoài con chỉ gặp được những bạn cỡ đồng trang lứa với con thôi. Nhưng mà những bạn đó thì suy nghĩ chưa có bằng con. Cho nên là con không có thích được. Con có thích? Dạ. Và con tin tưởng chương trình sẽ tìm cho con được một cái người đúng như là con mong muốn đúng không? Dạ. Bên đó nói giới thiệu một chút xíu về bản thân đi. Em thì có một số ưu điểm, cũng đi kèm là một số cái nhược điểm. Ưu điểm hiền, rất là chịu khó, lắng nghe, rất là hay chiều bạn gái. Và một cái ưu điểm nữa là do em sống có một mình nên nấu ăn rất là ngon. Và hôm nay, tối qua em có làm một cái ổ bánh nướng. Em có thể nhờ anh Quyền Linh... Nhờ ăn hay nhờ mời bên kia? Dạ, có thể là anh Linh dùng thử bên kia. Nói dạ. Nghe là mời có bên đó mà không mời bên đây á là mệt mỏi đó nghe. Dạ có. Có cắt sẵn, không có cắt sẵn. Trời ơi, cái gì bình tĩnh đi. Nhà gái làm trước đi. Hôm nay tôi chạnh lắm á, bên nhà gái tôi bên đây là vô địch. Trời ơi, xin quá vậy trời. Địch. Ông nịnh nọt tôi đi đặng mà tôi còn ăn ấy đi, ha. Ăn bánh đi nhà gái dạ, coi sao. Chị đưa cho Quỳnh Như nghe. Ăn thử chị thay đi. Mặt em đây. Đúng rồi. Con thử đi con. Dạ con cảm ơn cô. Con cắn thử miếng coi. Rồi cô Hồng Vân thử miếng coi nào. Ngon lắm. Nghe cái hương vị là thấy ngon rồi. Tuyệt vời. Chưa thấy bánh nào nó ngon mà như bánh này. Ông ăn chưa? Chưa. Ông ăn một miếng đi đã rồi ông nói chuyện với tôi. Ông ăn đi. Ừ, ngon lắm, ăn thử đi. Quá thơm, quá béo, quá ngậy. Nói nghe nè, để bên đây đi. Phải để bên đây con ơi, chứ bệnh ông lấy hết á nghe. Yeah. Cái này là ảnh tặng cho con, hiểu chưa? Yeah. Đau lòng. Phải nói là con dễ thương. Dạ, con cảm ơn chú. Con có coi phim Phạm Băng Băng không? Cái mặt con nó không phải là xuất sắc như thế. Dạ. Nhưng thật sự nó hơi giống mà rất là xinh luôn. Mấy mối tình này. Dạ, con cũng có một vài mối tình. Vài rồi đó hả? Dạ. Mối dài nhất là bao lâu con? Khoảng 2 năm. 2 năm? Dạ. Sao chia tay vậy? Tại vì khi mà quen nhau á, cảm thấy cái tôi của ai cũng lớn quá. Mà không có ai nhường nhịn ai hết. Cho nên là dừng lại, quyết định dừng lại. Phải cá tính mạnh quá. Thôi được rồi. Con chỉ có bên đây mới chiều con nổi thôi. Nè, dạ. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ, 3 mối tình. 3 rồi hả? Bên dạ. Kia một dài, bên đây 3. Mối bên dài nhất là... hơn một thập niên mà... 3 năm, thì... 3 năm hơn một chút, 3 năm. 3 năm hơn? Dạ. Sao chia tay? Dạ, vì hồi đó còn trẻ, còn trong hoàn cảnh gia đình về vấn đề tiền bạc không có được phù hợp với nhau. Nên cô ấy đi lấy chồng Đài Loan rồi. Trời ơi, thấy thương không? Thôi được rồi, bữa nay gặp nhà gái bên kia rất là dễ thương, xinh xắn nha.
Con đặt vấn đề luôn, con mong muốn cái người bạn trai của con là sao nè? Con không có yêu cầu cao về ngoại hình, ưa nhìn một chút xíu là được. Cao khoảng 1m7 trở lên. Có. Không có hút thuốc, không có gia trưởng. Có. Có luôn. Tâm lý và chiều chuộng con ơi. Rồi biết nấu ăn, biết làm bánh con có thích không? Dạ thích, con cũng biết thích nấu ăn. Phải thích, trời ơi, chồng mà biết nấu ăn ha, biết chiều mình ha, mà nấu cho mình là số 1, tìm không có dễ đâu, con hiểu chưa? Dạ. Rồi bên đây có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ thì em chỉ muốn người bạn gái của em, cô ấy thì chính là cô ấy thôi, không cần phải giống ai hết. Tại vì nãy ông lòi ra người ta giống Phạm Băng Băng rồi, giờ còn mong cái gì nữa? Ông Linh thiệt tình á. Tôi thấy đẹp quá tôi nói luôn. Hôm nay con đi với ai? Dạ con đi với lại chị, với lại đồng nghiệp của con. Con gửi lại lời chào với chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Thực sự mà nói á, thì những cái mà bạn Quỳnh Như có thì con nghĩ là bạn trai nào cũng sẽ thích. Nhưng mà đương nhiên là cũng sẽ có một số ưu điểm hoặc là một số khuyết điểm mà phải cần tìm hiểu với nhau lâu dài thì mới thấu hiểu được. Nhưng mà nhân đây á, em cũng muốn hỏi anh một xíu là anh cảm thấy á, anh là một người đàn ông thật sự thì như thế nào? Đàn ông thật sự theo quan điểm của mình là phải ngoài công việc xã hội ra còn phải biết phụ giúp vợ, phụ giúp gia đình. Ngoài ra thì mình cũng phải có một số cái gì gọi là tươi mới, lãng mạn để cho cuộc sống gia đình nó hạnh phúc hơn. Em cũng mong anh là người đàn ông thật sự mà Quỳnh Như muốn tìm kiếm. Em nghĩ là nếu mà hai người gặp nhau đi rồi sẽ có cái quyết định như thế nào về nhau về sau. Dạ em cảm ơn ạ. Bây giờ em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với nhóm ế đoàn kết của em. Nhóm ế đoàn kết, trời ơi, là những người độc thân chơi chung với nhau. Xin chào anh Quân Linh và chị Hồng Vân, chào em gái, các quý vị khán giả đang xem chương trình Vẫn Muốn Này Nọ. Hôm nay đi với Quý thì có trong cái nhóm là Hành Trình Kết Nối. Một cái group này thì được là trên 3.000 người. Thì tụi em đến đây là ủng hộ Quý. Thì hôm nay tới đây thì em thấy bạn gái này thì trên cả tuyệt vời. Nói chung là về tất cả những cái công việc và tính cách cái thứ là về cái ấy là bạn gái này là rất dễ thương. Và trong cái cuộc sống thì bạn cũng biết là chu toàn cho gia đình. Thì cũng qua đây thì anh cũng muốn hai em tạo cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu và tiến tới được cái hạnh phúc lâu dài. Anh xin hết rồi. Cảm ơn em. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Đúng rồi. Mở rào. Anh có chuẩn bị một cái món quà tặng em. Dạ. Em cũng có món quà như vậy nè. Cái này là cái tai nghe. Anh nghĩ là em sẽ là một cô gái năng động và trẻ trung thì sẽ rất là thích âm nhạc. Anh hy vọng là lúc nào mà em nghe nhạc hoặc là cầm lấy nó em sẽ nhớ tới anh. Cảm ơn anh. Rồi Huy mở cái của Như ra đi coi tặng gì nè. Cái này là một hộp quà handmade em tự làm. Cái gì vậy Như? Cái đó cái gì vậy Như? Dạ một cái hộp không thôi cô. Nếu như mà có đi sâu hơn thì cái đó nó sẽ lưu giữ kỷ niệm của tụi con. anh chắc chắn sẽ bỏ nhiều đồ vô đây. Con ơi, mấy cái đó là chỉ có bỏ hộp xoàn được thôi. Con, cái hộp nó nhỏ lắm con. Rồi, các bạn về chỗ đi. Cảm nhận về nhau đi các bạn. Em cảm nhận gì về anh? Em có cảm giác là anh cũng khá là hiền. Anh thì anh thấy quả thật anh Nguyễn Linh với chị Hồng Vân tuyệt vời. Quá đẹp trời đẹp gái luôn. Cảm ơn anh. Nhưng mà thật sự là anh rất là nhát gái. Thiệt. Anh có thể đứng trước nhân viên mấy chục người, mấy trăm người anh vẫn có thể anh nói được. Nhưng mà tự nhiên người đẹp tự nhiên thấy nó yếu lòng. Em ở Bình Thạnh hả? Dạ em ở Bình Thạnh. Không sao, anh ở Bình Tân nó cũng xa nhưng mà khoảng cách nó không là vấn đề đối với anh. Không, nó cũng bình thôi, không có xa đâu. Cũng như là tuổi tác anh cũng hy vọng là nó cũng không là vấn đề với anh. Quan trọng là mình hiểu được cái mục đích của hai đứa mình nó như thế nào. Dạ. Nó tiến tới đâu. Dạ. Anh rất hy vọng vào cái lần gặp mặt lần này. Quan điểm về tình yêu hôn nhân của mỗi bên như thế nào? Quan điểm của em thì em thích một người con gái 50 của công việc và 50 của gia đình. Rồi anh lại cũng muốn là em là chính em thôi. Anh khai thật luôn. Tại vì anh ở có một mình à.
Dạ. Nên nhà cửa dọn dẹp nó hơi bệ bộn. Cái đó có gì nếu em không ưng thì anh sửa sao. em đừng giận anh cái vụ đó, cái đó dạ. Tội nghiệp anh. Dạ. Em có thích động vật không? Dạ có. Em rất là thích chó mèo. Chó hả? Dạ. Đúng rồi đó, anh cũng vậy đó. Anh người yêu không có nhưng chó anh có 2 con. Người yêu không có nhưng chó anh có 2 con. Còn em thì sao? Dạ do em ở chung cư á cho nên là em không có nuôi được thú cưng, nhưng mà ở dưới quê thì ba mẹ em có nuôi nhiều. Em có muốn hay là em có hy vọng anh như thế nào không, để anh có gì anh sẽ cố gắng? Hy vọng thì em chỉ là hy vọng một người đàn ông tâm lý nè, hiểu ý bạn gái và chiều bạn gái thôi. Lại nếu như mà có vấn đề là có tiến xa hơn nữa thì em sẽ không phải là tiếp người phụ nữ hy sinh lùi về sau để mà làm nội trợ, thì em không làm được việc đó. Tại vì sở thích của em là em rất là thích kinh doanh, em rất là thích kiếm tiền. Cho nên là em sẽ không làm một người phụ nữ của gia đình được. Nếu em không làm một người phụ nữ của gia đình được thì để 50 cái với gia đình đó thì để cho anh. Tại vì công việc của anh nó không có vô một cái khuôn khổ nào hết. Dạ. Anh có thể đi làm sáng, sớm, tối hay là tối hay là chiều tối anh có thể về. Em không có thời gian để em nấu nướng thì công việc đó thôi cứ để cho anh làm. Em cứ về, em cứ hoàn thành cái công việc của mình rồi em cứ về đó thì để anh phục vụ cho. Dạ. Em dự định khoảng chừng nào thì em có thể lập gia đình? Lập gia đình thì em nghĩ là đến khi nào mà em có thể lo được cho con em ở môi trường tốt nhất thì rồi. Em sẽ lập gia đình. Dạ. Chắc nói 9 năm nữa quá. Không sao, cái vấn đề đó thì đồng ý thôi. Tại vì em cũng còn trẻ mà. Dạ. Còn về cá nhân anh thì anh đầy đủ hết rồi. Anh có thể ngay bây giờ và thậm chí là 1 năm. Nhưng mà đừng có lâu quá. Anh không thích 2, 3, 4 năm gì. Nó dài, nó mất hết cái tuổi thanh xuân của em đi. Dạ. Tầm 1 năm là vừa. Dạ. Rồi quản lý kinh tế thế nào nữa nhỉ? Về kinh tế thì tất nhiên thì mình làm thì phải đưa cho vợ rồi. Tất nhiên là anh sẽ không có một cái quỹ đen, nhưng mà anh hy vọng là anh được một cái quỹ hồng. Dạ. Em có hiểu quỹ hồng của anh không? Dạ hiểu. Ok, vậy tốt rồi. Tao giải thích đi cho người ta hiểu, tôi còn không hiểu. Quỹ hồng là cái gì đó? Quỹ đen có nghĩa là mình sẽ dùng những cái tiền đó để mình làm những cái gì đó nó không có tốt đẹp, nó không có vui vẻ. Còn cái quỹ hồng này là tượng trưng cho cái sự là bình đẳng, mỗi người đều có một cái đồng tiền ra vô. Tuy là cái lương đó anh sẽ đưa cho em giữ, nhưng mà ngoài ra anh vẫn có số tiền đó để mà anh tiếp khách em đến đó luôn, thì nó không có phải xin em hay là không có phải cái gì hết. Để xoay sở đó. Đúng rồi. Dạ. Cái đó là quỹ hồng. Hai đứa đến với nhau nắm tay nhau. Để truyền cảm xúc cho nhau, mình vừa nói chuyện vừa truyền cảm xúc với nhau. Rồi nhìn nhau có thể hát tặng nhau một bài nào đó. Mình cảm xúc thế nào với người đối diện hồi xưa giờ chưa bao giờ gặp mặt. Em hát được nhưng mà em phải nhờ điện thoại được không anh? Được. Anh hát nha. Dạ. Người yêu ơi, yêu mình anh được không? Từ giờ và sau này gió lạnh, nơi đây mùa đông. Là ngày ta xung vầy, con tim hao gầy. Tình yêu đông đầy, hãy để anh chứng minh cho em thấy. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai, đâu có sai đâu. Không là em thì ai, để anh đưa em về. Là tình yêu mãi mê, mặc kệ người ta cười chê. Bởi vì tình yêu là thế, làm người yêu anh nhé, baby. Rồi em nói một câu gì chân thành nhất nói với nhìn với Phạm Băng Băng nghe. Việt Nam đi. Anh chỉ biết mười mấy năm rồi ế quá trời đất, nay tự nhiên có một cô gái đẹp. Anh hy vọng là em sẽ bấm nút. Rồi trở về ghế ngồi, còn bấm em nút quay, hay quay không là quyền anh. Của cô ấy. Chuẩn bị 1 2 3. Hết thời gian. Trời ơi, Huy nó mừng quá muốn xỉu luôn kìa. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nắm tay đi nào. Cảm nhận thế nào? Đây. Dạ nóng trong người. Thấy trái tim mình nó sao? Dạ đang đập rất là mạnh. Bây giờ bạn trai làm cái thủ tục hôn vào một bên má của bạn gái. Dạ. Em cho phép anh hôn lên đôi má em nha. Dạ. Này, em gái rất là bản lĩnh cá tính đó nha.
Rồi, xin mời nhà gái. Để đây em. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Ngồi đi em. Em xin chào anh Quyền Linh, em chào rồi. Chị Hồng Vân. Rồi, em chào, xin chào bạn gái bên kia và xin chào quý vị khán giả trong trường quay. Rồi. Rồi. Rồi bạn gái em giới thiệu về mình nào? Dạ em chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và chào bên trai bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Lê Thị Hằng, em sinh năm 92, hiện nay 28 tuổi. Em đang làm việc và sinh sống ở Hóc Môn, nghề nghiệp là kế toán ạ. Em là kế toán, em dạ. Sinh sống Hóc Môn, làm việc Hóc Môn luôn. Dạ. Ờ. Rồi, mời em trai ơi. Dạ em xin giới thiệu bản thân, em tên là Long, em đến từ Đồng Nai, hôm nay em 35 tuổi. Và nghề nghiệp của em là kinh doanh về phân bón và thuốc bảo vệ thực vật ạ. Dạ. Long làm ở Đồng Nai luôn hả? Dạ đúng cái rồi. Cái gì Long? Dạ em tên là Nguyễn Văn Long ạ. Nguyễn Văn Long, em dạ. Sinh ra lớn lên ở đâu? Dạ em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai luôn ạ. Đồng Nai luôn? Dạ. Rồi, Long 35 tuổi. Dạ đúng rồi. Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật với lại phân bón. Phân bón, dạ. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì Long? Dạ, ưu điểm của em là em làm việc độc lập rất là tốt và và biết quan tâm chia sẻ cho mọi người. Nói chung là còn nhiều, nhưng mà còn cái điểm yếu của em thì em hơi nóng tính, với lại nữa là hay tin tưởng người quá mức á. Ừ. Thành ra nhiều lúc hay bị những cái vấn đề gọi là rủi ro trong cuộc sống một chút xíu. Mời nhà trai, nhà gái. Em nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, dễ gần và sống tình cảm. Còn khuyết điểm của em là hơi cọc tính ạ. Hơi nóng tính hả? Cọc tính ạ. À, hơi cọc tính hả? Wow, gái nhìn mặt nghề mà cọc hả? Cọc là cọc cỡ nào? Cọc đúng kiểu là bình thường rất là vui vẻ, nhưng mà nhiều khi mà đụng tới chuyện hay gì mà nói nhiều quá là em cọc tính lên. Cọc là la lên. Nói hơi lớn tiếng xíu. Hơi lớn tiếng xíu chứ thường chị thấy mấy người cọc hay quăng đồ lắm á. Không, em không quăng đồ. Không đúng không? Dạ. Thôi vậy được. Đồ mình mua không thể quăng được. Rồi em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình ạ, cách đây đã được 2 năm mà. Chia tay 2 năm rồi. Dạ. Quen được bao lâu? Dạ quen được 2 năm ạ. Rồi lý do tại sao chia tay? Là thứ nhất là vấn đề địa lý xa, với anh nó hay ghen với là kiểm soát nhiều quá. Anh ghen anh kiểm soát em nhiều. Dạ. Mà tại vì anh ở xa mà đúng không? Ở xa dạ. Là ở đâu? Ở miền Trung ạ. Ở miền Trung mà dạ. Em thì đang làm ở Hóc Môn, em ở Hóc Môn đúng không? Dạ dạ đúng rồi. Rồi thế là chia tay nhau. Dạ. Ok. Bên kia có một mối tình ha, chia tay rồi. Bên em có mấy mối tình? Dạ em thì có 3-4 mối tình rồi. Dài nhất là mấy năm? Long. Dạ dài nhất là mối tình em là được 3 năm. 3 năm. Dạ. Nhưng mà sau 3 mối tình thì em cảm giác rằng lý do tại sao mình lại chia tay? Dạ nói chung là cũng nhiều vấn đề trong cuộc sống thì mình phải biết vấn đề lớn đó là gì để mình rút kinh nghiệm cho mối tình sắp tới. Nói chung là quan điểm lớn nhất của mình đó là bất đồng về cuộc sống và tính cách của nhau. Nên, bất đồng cuộc sống, tính cách của nhau là cái gì, cụ thể là gì? Cụ thể như là những cái tính cách nó tương đối là đối lập với nhau á. Đối lập luôn? Dạ thì cũng có cho nhau một nhiều rất nhiều cơ hội, nhưng mà mình cảm thấy là mình chia tay thì nó sẽ đúng tốt rồi. Hơn để tìm kiếm được cái cuộc sống nó tốt thể hơn quen nhau được. Dạ đúng rồi. Thôi bây giờ thì đàn gái. Ủa, xin lỗi hỏi bên đàn trai là em có ghen không? Dạ em cũng có chút ạ. Có ghen và có thích kiểm soát bạn gái mình không? Dạ nói chung là em thì cũng dễ thôi, không có khó, cũng không có kiểm soát nhiều. Nói chung là trong phạm vi cho phép thôi. Trong phạm vi cho phép thôi đúng không? Chứ dạ, bên đây người ta chia tay tại vì ông kia cũng ghen quá, với lại kiểm soát dữ quá mà chịu không nổi chia tay đó. Phải ghen cho nó có gia vị của dạ, tình yêu rồi. Ha. Rồi bây giờ đàn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình với mẫu hình như thế nào? Dạ thứ nhất là ngoại hình thì cao hơn em một chút ạ. Cao trên mét 7 ạ. Em cao mét mấy? Bạn nam? Dạ em cao 1m7 ạ. Ôi đúng rồi, đúng ý luôn, đúng dạ. Ý luôn ha. Rồi còn gì nữa cưng? Là không móng, không hô, không đầu hói. Còn nếu mà đầu hói đô nguyên đầu chọc cũng được. Tức là không hói, không móng. Không hô. Không hô, không hói. Còn nếu mà lỡ hói rồi là cạo trọc luôn. Dạ. Ok. Em ơi, em khó thấy vui quá. Rồi đó nè.
phải qua cảng liền nè, khó cái gì thì cái đó là cái quan điểm của người ta. Nghĩ sao mà vừa móm mà vừa hô rồi sao? Chào em, đâu có, không móm, không hô, không hói, mà tỷ dụ mà lỡ có hói một chút xíu thì cạo luôn, cạo đầu luôn, là chấp nhận cạo đầu luôn. Chấp nhận cạo đúng không? Dạ. Cạo đầu đẹp trai đúng không? Giống Phan Đình Tùng ạ. Giống anh Thanh Tùng hả? Thanh Tùng. Thanh Tùng đúng không? Tùng hài đó. Thì đúng rồi. Phan Đình Tùng. À Phan Đình Tùng. Phan Đình Tùng. Phan Đình Tùng. Vậy là mẫu người là Phan Đình Tùng đúng không? Mẫu người lý tưởng là Phan Đình Tùng. Dạ, mẫu người là lý tưởng là anh Quỳnh Sơn ạ. À, ai? Anh Quyền Linh. Anh Quyền Linh, mẫu người lý tưởng anh Quyền Linh. Đó là có chút hói cạo luôn đi, cạo đầu đi. Anh có hói không nè, có hói không nè? Có hói không vậy, hói không? Anh hài hòa không đẹp, không hói. Hói hài hòa. Tôi nói thiệt với ông là ông tự nhận ông hói thôi chứ chưa, tôi chưa thấy một người nào nói là ông hói à, trên. Vậy à? Ừ. À, vậy, tôi nói thiệt luôn á. Có nhiều người nói Linh hói. Cái những người đó là họ ganh tị với ông hay sao chứ ông đâu có hói đâu. Ừ. Từng tuổi này mà tóc như vậy là perfect. Rồi, ok. Được rồi. Rồi. Cảm ơn ha. Yeah. Không hô, không hói, không móm. Rồi cái người nào mà móm, hói mà hô mà hóm, móm. 3 trong 1 chắc chưa hết luôn á. Ừ. Đây. Còn em sao nè, em sao? Em mẫu hình giống anh á, còn em giống anh không? Mẫu hình của em á thì cũng dễ chịu lắm, không có gọi là khắc khe quá đâu. Em thì cứ một người con gái gọi là sống có tình cảm, sống thị chung và có trách nhiệm với gia đình là ok. Rồi cái ngoại hình sao nè? Ngoại hình thì tương đối một chút xíu thì càng tốt. Ví dụ cao bao nhiêu nè? Chung là cao 1m, từ 1m55 trở lên là được. 1m55, mét nhiêu nè? Em 1m58 à. 1m58 hơn luôn, hơn 3 phân luôn. Rồi sao nè, tóc tai sao? Dạ tóc tai thì nói chung là tùy khuôn mặt của bạn gái nếu mà đẹp. Nhưng mà em thích tóc dài hay tóc ngắn? Em thì tóc nào em cũng thích hết. Bộ này tóc dài tóc ngắn cũng nhưng đẹp. Nhưng mà trừ đầu chọc. Đừng có đầu chọc. Nói chung là bây giờ em cũng là không hô, không hói, dạ. Không móm luôn đúng không? Em chắc là vậy. Đó thì đó, họ đồng quan điểm mà. Dạ. Đúng không? Chứ người ta không xinh đẹp thế. Ủa thì người ta cũng, thì rõ ràng bạn này không bị ba cái đó luôn. Tôi mà tôi có người yêu tôi phải chọn cái phong xong là không có mập. Ý đỡ không mập. Người thấy kỳ không thiệt á, không lẽ muốn bỏ chương trình không có dẫn nữa chứ thực sự luôn. Ôi, chán trường cái ông mối này đến cái mức mà thiệt á, thiệt tôi muốn gây lộn ghê á. Nói chứ em đi dạ. Với ai hôm nay? Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với em họ của em ạ. Em họ. Rồi nhà trai cho ý kiến coi nè. Hiền đúng không? Dạ. Em thấy đẹp không? Dạ. Xinh ha, chị xinh ghê luôn á, đó. Rất xinh luôn. Và em thấy là có không? Hợp với anh của em không? Dạ, anh hợp đúng không? Dạ. Gặp em nhấn đúng không? Dạ. Nhấn liền đó. Nghe vậy là hiểu à ha, hiểu à ha. Được. Còn em, mọi người biết sao không? Thực ra là gì nè, Vân với Quyền Linh có một cái á, cứ xung đột với nhau á thì là các cặp đôi họ sẽ rất hợp với nhau. Còn nếu mà hai đứa mà cứ yêu thương trìu mến nhau, nhường nhịn nhau là các cặp đôi họ không chọn nhau. Không hiểu lý do tại sao cho nên bây giờ chúng tôi phải... Đấy cặp đầu tiên đó, thấy chưa? Thì đó, bởi vậy tôi không có ưa ông. Tôi không ưa ông. Và tôi muốn ưa cái cặp này để cho hai cặp này. Em đi với ai? Dạ em đi với bố mẹ và bạn thân rồi. Dạ. Xin mời gia đình bên đằng gái. Kính chào anh MC Quỳnh Linh và Hồng Vân. Dạ. Kính chào cháu trai trên kia. Dạ. Chào toàn thể khán giả trong trường quay. Tôi là mẹ bố của bé Hằng. Hôm nay được tham dự chương trình của bạn muốn hẹn hò cùng cái con gái. Hôm nay thì nói về quyết định con gái tôi thì trước mắt là tôi nói cái quyết định trước cháu là làm gì trọng. Thích cầu tính. Còn về ưu điểm cháu hiền lành, có thiếu với cha mẹ, chịu khó hiền lành. Cẩn thận, thích quản gà. Còn riêng cháu trai thì cháu nhận xét như thế này. Đối với cháu thì tôi thấy là cháu là khỏe mạnh. Khỏe mạnh thì mới làm ra vật chất về kinh tế được. Thế còn riêng chú của cháu là bây giờ cháu ở Đồng Nai, cháu ở tỉnh Huế nào? Dạ, con ở huyện Tân Phú ạ. Dạ. Thì
chú nói cho cháu biết là gia đình chú thì được có hai đứa con gái, là cháu hoàn là con gái đầu của chú. Dạ. Còn cái con gái thì hôm nay cháu đi học quân sự nên không đi tới được với gia đình. Dạ. Thì hôm nay thì chú chỉ biết là nếu hai con là có xin với nhau thì cho một cơ hội để bước bước thế thôi. Rồi, dạ, trời dạ. Ơi. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn bố. Rồi, mở rào ha. Mở rào. Mở rào. Bắt đầu đi em trai. Dạ. Trời. Em chào anh. Anh có món quà tặng dạ, em. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Đâu đâu coi mở quà đi cưng. Dạ, hai bên đều mở quà coi nào quà. Vui nhất là cái lúc mở quà. Cái này là cái vỏ gối em theo nha anh. Vỏ gối hình tranh theo. Cái này thì em mới theo được 50% thôi. Nhưng mà hy vọng sau này nếu mà về chung một nhà thì em sẽ theo tiếp phần còn lại. Ok, thế cảm ơn em nhiều. Và anh cũng thấy nó rất là dễ thương. Dạ, và rồi, cũng hy vọng rằng sau này anh em cùng hợp tác lại và theo nốt bánh trăng. Dạ rồi lại. Em cảm ơn. Yeah. Rồi em mở quà của bạn gái ra đi. Dạ cho em. Đưa coi cất cho. Dạ. Phụ cho trợ lý tình yêu. Dạ anh sẽ cùng cũng quà của anh. Anh có một cái đồng hồ cũng gửi tặng em thì anh biết là em đã có rồi nhưng mà cũng vô tình thôi. Dạ. Nhưng mà anh muốn gửi tặng đến em. Để đem cầm cho. Gì vậy? Cái đó là gì vậy? Ơ, bị ngược rồi, bị ngược rồi. Đồng hồ. Đồng hồ hả? Đúng rồi, cái lúc tại sao em lại tặng đồng hồ vậy? Chồng. Dạ, nó cũng có cái ý nghĩa. Ừ, em nói ý nghĩa đi. Dạ, cái đồng hồ thì nó cũng có ý nghĩa là nó tượng trưng cho thời gian ạ. À. Và khi mà cái thời gian, em cũng muốn rằng là cái đồng hồ tượng trưng thời gian và khi mà em buồn hay là em có chuyện vui gì đó thì em có lúc em nhớ đến cái thời gian này để em có thể nhắn tin và gọi điện cho anh bất cứ lúc nào. Dạ, em cảm thấy cô đơn gì. Với thứ hai nữa là tượng trưng cho một cái cột mốc là ngày hôm nay là cái ngày gặp gỡ và ngày kỷ niệm gặp gỡ của hai đứa mình. À, em cảm ơn anh ạ. Thôi trò chuyện cảm nhận với nhau đi. Dạ. Lần đầu tiên gặp mặt đó mình cảm nhận đối phương thế nào? Em nhìn nhận về anh thế nào về cái lần đầu tiên em nhìn thấy anh? Thì em thấy anh ngoại hình rất là đúng mong mong ước của em là cao hơn em. Nhìn anh rất là hiền lành rồi đó, và chân thật rồi đó. Dạ. Anh có gì muốn hỏi em không? Em có anh thấy cái mẫu người của anh có giống với cái gu bạn trai tìm kiếm của em không? Không biết anh có bên đạo không anh ha? Anh thì không có bên đạo. Anh có hút thuốc không? Anh không hút thuốc. Có biết chơi thể thao không ạ? Nói chung là anh những cái môn về tệ nạn thì anh không có chơi. Nhưng mà anh chỉ chơi về các môn thể thao thì anh chơi rất là nhiều. Yeah. Em có thích xem đá banh không ạ? Dạ có ạ. Vậy hả? Rồi, ok. Đã có gì em với anh cùng xem chung. Đúng rồi. Anh rất thích là xem đá banh. Yeah. Nhất là những ngày cuối tuần. Yeah. Và khi có đội tuyển Việt Nam đá thì anh rất là thích. Em cũng mê đội tuyển Việt Nam. Ok, yeah. Vậy là anh thấy chúng mình cũng có cái hợp cùng gu rồi đó, cùng gu rồi đó. Hiện đang anh đang ở Đồng Nai, em thì ở Hóc Môn, thì không biết thời gian hẹn hò như thế nào vậy anh? Anh thì công việc của anh cũng rất là nhiều, nhưng mà anh sắp xếp được hết mọi thứ thì nếu như mình đến với nhau được thì một tuần anh có thể thăm em một lần. Và khi anh cũng ở rất là xa, nhưng không phải là ở gần đây, nên nếu mà mình đã quen nhau rồi, em có thể sắp xếp thời gian xuống anh thăm anh được. Dạ, nếu mà tình cảm đủ lớn thì có thể sắp xếp được ạ. Đúng rồi. Dạ. Cái quan niệm về tình yêu của em là sao? Em nghĩ nếu mà muốn một tình yêu mà như mình mong muốn á, thì nhớ là mình phải biết chia sẻ với nhau, phải sống chân thật và chung thủy, phải có trách nhiệm nữa. Đúng thì rồi. Tình cảm mới lâu dài. Dạ. Anh cũng nghĩ như vậy. Dạ. Nếu mà người ta cưới nhau về đó, thì tiền bạc ai giữ, ha? Rồi phát triển kinh tế làm gì, mình về đâu, có làm dâu hay không? Bàn luôn đi. Em hiện tại giờ là em đang làm công việc gì? Hiện tại em đang làm kế toán hả? Kế toán hả? Dạ. Chắc có lẽ là anh với em cùng nghề, anh cũng là kế toán nhưng mà anh lại không làm việc về nghề liên quan tới kế toán. Tại vì anh về đang kinh doanh. Anh kinh doanh là anh kinh doanh tại nhà hay là đúng anh phải là đi thị trường? Anh kinh doanh tại nhà. Dạ. Có nghĩa là anh làm chủ đúng không? Anh dạ. Làm chủ cái công việc kinh doanh của anh.
Dạ đúng, đúng không nè? Dạ đúng rồi. Nói chung là bạn này là bạn cũng là giám đốc á, giám đốc bản thân mình luôn á, ông chủ chứ ha, ông chủ dạ, thì đúng dạ, hơn, ông dạ. chủ. Ừ. Bây giờ có nhà, có cửa, có đất, có đai để chuẩn bị lấy vợ chưa nè? Dạ đất thì cũng có, nhà thì em cũng có ở luôn. Dạ vì em cũng ở đang ở kinh doanh và em ở riêng với gia đình, chứ em không ở chung với gia đình. Là nên... tức là em không có ở chung với gia đình hả? Dạ đúng rồi, tại vì em công việc kinh doanh của em thì ở một nơi và gia đình ở một nơi nên em làm việc là em ở tại chỗ em làm việc luôn. Ở tại chỗ em làm luôn. Dạ, là cái rồi. Đó là cái nhà hay là cái đất? Dạ, em ở nhà đất luôn ạ. Ở nhà coi và... như là nhà và đất luôn. Dạ đúng rồi. Cha ông chủ giàu quá ông chủ ơi. Trên cái đất đó là có nhà luôn, có cả một cái công ty luôn đó, xí nghiệp chứ. Nếu mà phân dạ, bón là cái xưởng kho thôi. Thì ý dạ. là mình nói là về phân bón mình gọi là xí nghiệp hiểu không? Còn dạ. về máy móc thì mình sẽ gọi là công ty ví dụ vậy. Rồi, bây giờ là mình bước tới cô gái ha, mình nắm tay cô gái, mình hát bài nào đó để mình truyền dạ. cảm xúc, mình cảm nhận về nhau đi để chút mình dễ quyết định hơn. Đó. Dạ. Đúng rồi. Nói chung là cái lần đầu tiên gặp em á thì anh thật sự là cũng rất là rung động về dạ. cái ngoại hình của em và em nhìn em rất là dễ thương. Dạ. Và anh cũng mong rằng chúng mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu và đi đến một cái kết cục nó tốt hơn, tốt đẹp hơn. Dạ. Nha. Hiện nay em có một trò chơi nhỏ dành tặng anh. Anh chỉ có hai câu trả lời, một là ơi hoặc là ừ. Dạ. Em là người hỏi, còn anh là người trả lời. Rồi, em ký ra câu anh hỏi. Ơi. Anh ơi. À, anh có thấy em quen không? Có. Là quen nãy giờ đó. Không, ý là trước đây anh đã thấy em có quen không á? Có, anh có hình như là anh có một cái gọi là có giác quan nào đó là anh gặp gỡ em từ lúc nào. Chứ em là nhìn thấy anh quen lắm á, vì nhìn dạ. anh giống đóng con rể tương lai của mẹ em. Trời ơi đó. Trời ơi. Cô bé này dí dỏm lắm nghe. Và em cũng có một bài hát tự nhiên em nhớ tới thôi, thì em không nhớ cái tựa đề nhưng mà em sẽ hát luôn nhé. Rồi. Dạ. Từ khi anh nói chỉ yêu mình em, cuộc sống trong anh bỗng nhiên đổi thay đẹp sao. Được yêu em, thương em, đắm say trong hạnh phúc là một ước mơ bao nhiêu lâu anh thầm mong. Vì mình sinh ra là dành cho nhau, tìm cả thế giới chẳng có ai yêu em bằng anh. Hãy bước qua mọi buồn vui khó khăn để có nhau ngày sau. Trời ơi. Ê, tôi thấy lên đây. Tôi ông bắt tay cái tôi thấy tôi với ông gây lộn nhau có hiệu quả chứ sợ luôn. Phải không? Thật sự luôn. Thôi mình cứ gây nhau đi nhé. Rồi vậy đi. Hai dạ. bạn về. Hai đứa dễ thương quá. Thiệt. Dạ. Bạn này rất chân thành khi dạ. mà bạn hát là chị thấy cái sự chân thành à. Mà em thì vô cùng duyên dáng và dí dỏm. Nói dạ, thật sự là như rồi, vậy. Hai đứa về, là về ghế đi. Ừ. Chúng ta để tay mình nút bấm và rồi. Đi đến quyết định. Bên tay trái. Tay cơ. Ừ. Chương trình đã chọn hồ sơ theo yêu cầu của các bạn. Cả ngàn hồ sơ mới ghép được một hồ sơ với nhau. Một cặp đôi với nhau như vậy là chúng ta đã có duyên rồi. Vấn đề có nợ hay không, ngay bây giờ các bạn sẽ quyết định điều đó. Bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Bấm nút để chúng ta hướng tới một tương lai, chứ phải bấm nút để đi uống cà phê. Thế đó, kiểm tra lại cảm xúc của mình nha các bạn. Nếu mà mình thấy nếu được, mà mình thấy đủ rồi á thì mình bấm. Cứ bấm, mình không cần chờ đúng đếm rồi. Luôn á, trong khi ông thầy ông thuyết giáo gì kệ ổng đi, mà mình thấy đủ rồi là mình bấm một cái cạch. Thích thì mình bấm đó, không thích thì không cần bấm rồi. Để nó bấm nó cho người khác. Bắt đầu đếm 1, 2, 3 đó, tôi nghe hai cái cạch rồi, yên tâm rồi. Chúc mừng. Nào nắm tay nhau, xin phép cho gia đình, cho tụi con bắt đầu hẹn hò với nhau, tìm hiểu với nhau và hứa cái gì với gia đình để có cả bố mẹ luôn nè. Dạ con xin phép cho con xin phép gọi là cô chú à. Thì cũng là cái duyên gặp gỡ chương trình, thì con gặp biết được đến bé và gia đình, thì con cũng mong rằng gia đình và bé cũng tạo cho tụi con có những cái cơ hội để gặp gỡ và hẹn hò và đi đến được hôn nhân được, thì là một cái kết quả rất là tốt, rất là mỹ mãn. Rồi, xin phép bố mẹ cho hôn em luôn, hôn trên má của em. Dạ em cũng xin phép gia đình cho hôn bé một cái à. Em biết hết. Dạ.
Rồi. Thiệt là đáng yêu luôn á, thực sự. Em gái cảm giác thế nào? Thấy nó lần lần với ấm áp hả? Ôi, lần lần với ấm áp thôi, thế là đủ rồi. Hai bạn đã có cái nhìn chạm vào nhau rồi đó. Vấn đề chúng ta chăm sóc cái cảm xúc đó, chăm sóc cái ngày gặp gỡ ngày hôm nay. Anh nghĩ rằng tất cả mọi thứ sẽ thăng hoa và dạ, các bạn sẽ tìm ra cái chân lý của hạnh phúc nha. Dạ, rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Chúc hai em sẽ sớm thông báo tin vui chúng tôi. Dạ, dạ, cảm ơn chương trình. Bây giờ sẽ là những cái món quà dành cho các bạn. Nếu như các bạn đăng ký kết hôn, các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí sản phẩm Amity, nước rửa tay, nước rửa chén, nước lau sàn, nước giặt xả Amity. Và các bạn sẽ có một cái voucher được giảm 50% của thương hiệu robot khi các bạn đi mua sắm những cái vật dụng làm mát, làm lạnh cho gia đình mình. Dạ. Yeah. Đây là một cái liệu trình trắng da trị nám phiên bản hoàn hảo trị giá 18 triệu đồng dành cho các bạn. Dạ. Đây là công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt Say Perfume. Còn đây là nước hoa đó các bạn. Ừ. Dạ. Còn đây là máy nước nóng hiệu Centong nhập khẩu từ Mã Lai và bình nước nóng Atlantic được nhập khẩu từ Thái Lan. Các bạn sẽ được bảo hành 1 năm 1 đổi 1 và trị giá của nó là 7 triệu. Dạ, dạ. Nhiều quá, quà cáp quá nhiều đây nè. Đó, đồng hồ tất qua đây nghe, xong tí lấy nha. Dạ, dạ, dạ. Đeo rồi, cái đó có giật cái hộp không? Không, đồng hồ của bạn. Đồng hồ của bạn gái. Chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ, em cảm ơn chương trình ạ. Em cũng cảm ơn anh chị và cảm ơn chương trình rất là nhiều. Dạ, dạ. Hãy đưa bạn gái đi tâm sự đi, chia sẻ với nhau nhiều hơn để hiểu nhau nhiều hơn nha. Dạ. Đấy, một người đàn ông khá ga lăng đấy, chăm sóc cho bạn gái. Ừ. Bên kia chương trình phụ hỗ trợ đi, nhiều quá. Anh cầm cầm này. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với hai cặp đôi ngày hôm nay, mỗi cặp đôi có một cảm xúc khác được, nhau. Chúng ta không phải là người để đưa đường dẫn lối, chúng ta chỉ là những người kết nối, quan trọng là những trái tim có rung động hay không, có hiểu nhau và có bóng mức hẹn hò với nhau hay không. Như dù sao đi nữa, tôi cũng luôn luôn cầu chúc cho tất cả những người tham gia bằng mối hẹn hò sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình hoặc là sớm báo tin vui chúng tôi. Hôm nay thì chương trình khép lại với một chút tiếc nuối ở cặp đầu tiên. Đúng rồi. Và một cái niềm vui ở cặp đôi thứ hai. Không sao cả, tất cả cảm xúc đều là tự nhiên cả. Cái gì nó đến, nó đến. Đúng mà rồi. Nó không đến là không đến. Cái gì của mình sẽ là của mình. Cái gì không là của mình thì mình có níu kéo, mình làm tìm mọi cách nó cũng không bao giờ là của mình. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt mọi người và sẽ hẹn gặp lại vào những số tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn nhà hàng Mắc He, viên uống mọc tóc, ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ thực hiện chương trình. Quý vị có thể xem lại chương trình thông qua cổng thông tin Lớp TV hoặc là MCV Media và những subscribe. Hoặc quý vị có thể xem kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát sóng vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 quý vị nhé. Hồng Vân và Cô Linh xin chào quý vị.